giấc ngủ đêm giúp sống thọ. Giấc ngủ đêm là khoảng thời gian cơ thể tái tạo năng lượng đã bị tiêu hao sau một ngày hoạt động, là cơ hội để cơ thể cấu trúc thêm các tế bào mới và cũng là thời điểm các cơ chế sinh học trong cơ thể vận hành loại thải độc tố nhằm cải thiện chức năng và phục hồi tâm trạng. Lợi ích của giấc ngủ đầy. Giấc ngủ đầy mỗi đêm cần khoảng 7 đến 8 giờ, với người cao tuổi cần tối thiểu 6 giờ, ngủ dưới 5 giờ sẽ sinh bệnh Giấc ngủ luôn được điều chỉnh từ đồng hồ sinh học của cơ thể. Giấc ngủ đêm giúp não bộ được nghỉ ngơi, các chất chuyển hóa đang tích tụ trong thần kinh được lọc sạch làm cho hệ thần kinh được cân bằng, tăng cường trí nhớ khả năng tập trung, tinh thần cởi mở ôn hòa, nhận thức sáng suốt bén nhạy, nâng cao hiệu suất công việc. Thời gian ngủ trái tim được giảm cường độ hoạt động, hệ tuần hoàn luôn ổn định, nhịp thở sẽ nhẹ nhàng, huyết áp hạ thấp. Khi ngủ hóc môn tăng trưởng sẽ tiết ra nhiều hơn, gấp 4 lần ban ngày có tác dụng chống sự xâm nhập của vi khuẩn virus gây bệnh. Ngủ ngon giấc sẽ cân bằng nhịp sinh học, cải thiện cảm xúc, tăng cường hệ miễn dịch, giảm các triệu chứng viêm loét ung thư. Giấc ngủ đêm còn góp phần làm chậm lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Với trẻ em ngủ đủ giấc sẽ ổn định nhịp sinh học, tác động đến tuyến yên tiết ra 70% hóc môn tăng trưởng nhiều gấp 4 lần ban ngày. Nhằm giúp chúng khỏe mạnh mau lớn tăng chiều cao là yếu tố giúp phát triển trí tuệ, giảm thiểu nguy cơ rối loạn hành vi ứng xử giấc ngủ sâu thường bắt đầu từ 9, 10 giờ tối đến 5, 6 giờ sáng. Nó tác động đến các cơ chế sinh học của nội tạng vận hành loại thải các độc tố. Trong khoảng 21 đến 23 giờ hệ miễn dịch của bạch cầu lympho vận hành bài tiết độc tố, 23 đến 1 giờ sáng gan bài độc, loại thải các chất thừa, sử dụng các dưỡng chất từ thực phẩm và hỗ trợ việc trao đổi chất trong cơ thể, 1 đến 3 giờ túi mật giúp cơ thể tiêu hóa chất béo, Mỡ xấu, cholesterol trong thức ăn và trong máu, 3 đến 5 giờ phổi vận hành thải độc, 5 đến 7 giờ ruột già hoạt động bài tiết các chất cặn bã, kích thích vận hành thải phân, 7 đến 9 giờ là thời điểm ruột non hấp thu dưỡng chất tốt nhất, chúng ta nên tiến hành nạp năng lượng lúc 7 giờ. Các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta nên tạo giấc ngủ lý tưởng như sau, mới sinh đến 3 tháng cần ngủ nhiều, khoảng 14 đến 17 giờ, tối thiểu 11 đến 13 giờ. 4 đến 11 tháng cần ngủ khoảng 12 đến 15 giờ, tối thiểu 10 đến 11 giờ. 1, 2 tuổi cần ngủ khoảng 11 đến 14 giờ, tối thiểu 9 đến 10 giờ. 3 đến 5 tuổi cần ngủ khoảng 10 đến 13 giờ, tối thiểu 8 đến 9 giờ. 6 đến 13 tuổi cần ngủ khoảng 9 đến 11 giờ, tối thiểu 7 đến 8 giờ. 14, 17 tuổi cần ngủ khoảng 8 đến 10 giờ, tối thiểu 7 giờ. 18 đến 25 tuổi cần ngủ khoảng 7 đến 9 giờ, tối thiểu 6 giờ. 26 đến 64 tuổi cần ngủ khoảng 7 đến 9 giờ. Tối thiểu 6 giờ, trên 65 tuổi cần ngủ khoảng 7 đến 8 giờ, tối thiểu 5 đến 6 giờ. Tác hại của mất ngủ. Mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, việc làm sẽ kém hiệu quả, cơ thể luôn trong trạng thái lờ đờ mỏi mệt. Có nhiều nguyên nhân, tinh thần luôn căng thẳng lo âu trong thời gian dài, sử dụng nhiều chất kích thích có hại như thuốc lá, bia rượu, bữa chiều ăn trễ và quá no, tối sử dụng thiết bị điện tử, vướng bệnh dạ dày, viêm khớp, tiểu đường, bệnh Parkinson, Alzheimer mất ngủ có hai cấp độ, cấp tính chỉ trong vài đêm, còn mạng tính là mất ngủ liên tục trên một tháng. Mạng tính sẽ sinh bệnh khi ngủ khoảng 2 đến 3 giờ trong trạng thái chập chờn, tỉnh giấc vài lần rất khó ngủ lại. Nếu không kịp thời chữa trị sẽ bị sa sút trí tuệ, trầm cảm, tiểu đường, tăng huyết áp, suy giảm chức năng miễn dịch. Nặng hơn sẽ phát bệnh tim mạch, tăng nguy cơ ung thư phổi gan thận ruột kết tuyến tụy tuyến tiền liệt, vú buồng trứng. Thực phẩm giúp dễ ngủ, về sinh học, tryptophan là một axit amin thiết yếu liên quan đến chức năng điều chỉnh giấc ngủ, cải thiện tâm trạng và sức khỏe tâm thần. Tryptophan là tiền chất sinh tạo nội tiết tố serotonin, còn gọi hóc môn hạnh phúc. Chính nhờ serotonin nên nội tiết melatonin, hóc môn giấc ngủ, mới xuất hiện. Nội tiết melatonin được tiết ra từ tuyến tùng trong não vào lúc trời tối, có chức năng thúc đẩy cơ thể chìm dần vào giấc ngủ. Vậy muốn có giấc ngủ đầy chúng ta nên tăng cường dưỡng chất chip cho cơ thể thực phẩm chứa nhiều chiếc tô phan gồm có gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, bắp ngô, lúa mạch, các loại cá dầu omega 3, tép tôm biển, hầu sò huyết, các loại hạt đậu khô, trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, đậu phộng, các sản phẩm chế biến từ đậu nành, các loại đậu tươi, đậu hà lan, cô ve, đậu lăng, các loại quả, quả óc chó, quả kiwi, quả bơ, quả anh đào, cherry, dâu ta đen, dứa chuối, nước và cơm dừa tươi, các loại hạt hạnh nhân, hạt lanh, mắc ca, điều, rẻ cười, hạt chia, hạt mè, bí dợ, hướng dương, thịt gà tây, gà ta, trứng gà, các loại sữa tươi, sản phẩm từ sữa, bơ, phò mát, da wood, sô cô la đen, cải bó xôi, cải xoăn, cải có màu xanh lá đậm, trà hoa cúc, trà lạc tiên, nhãn lồng, thiên định khoảng 20 phút trước khi ngủ. Nếu bạn bổ sung các loại thực phẩm nêu trên khoảng 15 ngày mà không hiệu quả là do bệnh tình khá nặng, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh để có lời giải đáp và chữa trị. Kết luận. Con người cần năng lượng để hoạt động và duy trì sức sống. Qua thức ăn cơ thể sẽ tạo thành năng lượng. Nếu hoạt động nhiều cơ thể sẽ tiêu hao số lớn năng lượng, dẫn đến trạng thái mệt mỏi bại hoại tay chân. Nếu tiêu hao quá ngưỡng sẽ là người choáng váng, ngất xỉu suy sụp. Ngành y khuyến cáo không nên hoạt động vượt quá 80% năng lượng đã nạp trong ngày, nếu hơi mệt hãy nghỉ ngơi, cuối ngày nên phục hồi năng lượng qua giấc ngủ đêm với thời gian đã khuyến cáo. Với trẻ em, giấc ngủ đêm rất quan trọng và vô cùng cần thiết vì giấc ngủ có tác dụng bảo vệ sức khỏe và tăng cường năng lực trí tuệ.